Lén lén thì coi Mỹ Vi đang làm cái gì nha. Để em đi quay đi. Thôi cô thấy mặt cô kêu ra liền à. Chị cũng thấy nữa hả? Giỏi quá vậy, trời ơi. Cặp. Trời ơi, giỏi quá vậy, trời ơi. Đã quá.
đi học lúc nào cũng đem theo em hết trơn á, ẩm em theo đi học vậy luôn hả? Mang dép đi lên được luôn á. Ủa, từ từ bạn xuống kìa, bạn xuống rồi đụng con bây giờ, bạn xuống đụng con bây giờ, đi xuống đi, đi lên đi con, đi xuống đi con, khỏe nè. Rồi chuẩn bị đi về nè nha. Rồi ẩm em tụt hết. Rồi em đâu chịu tụt đâu. Em xin nó tụt. Xin nó tụt mà nó đi xuống, ngồi xuống. Mẹ. Đi 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 đi. Dì ba, dì ba dịnh con ba gì kìa. Đi xuống con ơi, đi xuống nè. Đi à, đi xuống đó đó. Đi xuống nè, té nè. Đi xuống. Rồi đi về nè, vô vô vô. Rồi đi về được rồi đó. Hai mẹ con
là bắp cải hả? Ủa cải có. Bắp cải cái dạ ấm thụm quá. Thôi em còn nhỏ em còn khoái bắp cải mà hai. Ra cho bắp thoải mái luôn ha. Giờ nó khoái là phải rồi hay cho nó bắp đi. Tại vì em hiểu cái cảm giác đó. Giờ con đi học thì nó có thấy đau bụng không? Có thấy đau bụng không con? Giờ mình về mình ăn cơm hay là mình ăn gì? Hay ăn cháo? Ăn bữa trưa mình rất là ăn bữa trưa à. Ăn gì? Sữa chua. Ăn sữa chua hả? Ăn sữa chua ha. Mình đói bụng mình về mình ăn sữa chua. Sữa chua ha. Mình thử mốt sữa chua đi ăn nha. Chua con bò. Sữa chua con bò phải không? Sữa chua con bò. Cô có khen không? Cô có khen. Cô khen sao? Khen sao? Té là té nào mà tẩy tay vậy? Cô dò nó kìa. Đít á. Tè ngay đít á hai hay dập đít nó lên. Té nào đây? Coi. Tẩy á. Nó tẩy dưới chân nó nè. Sao tẩy vậy ta? Con có tèo còn độ không? Sao mà té vậy? Nói mày nghe coi sao té. Cái tèo. Chứ sao té đây? Anh nãy đi đụng cắn Huy á. Huy trùng cắn hả? Sao mà Vi bị đây, cái tay đây, Vi bị này đây. Vi chạy ở đâu? Té hồi nào vậy? Té hồi nào? Ê, té bớt hổm. Bớt hổm. Bớt hổm nhảy, té làm sách nhân ếch vậy. Té ở đâu? Té nhà nè. Bữa sao con có một viên xuống á. Ăn tiền có một viên xuống. Hai đứa nhảy. Nó đâu biết. Con cái bắt ghế cho nó nhảy xuống đất gì nó té làm sách trời luôn. Trời ơi, vậy hả? Không bảy bụng á. Đừng nhảy gì nữa nha con. Trời ơi. Vì buồn ngủ quá vậy? Học có ngoan không? Có nghe lại cô không? Cô nói bữa nay á ăn được gần chén cơm. Cháu cháu nào ăn được gần chén cháu. Rồi sáng dậy vậy nói rồi. Mèo chọn kêu Vi á. Hả? Cô chọn cái quầy. Kêu Vi có con gái đẹp nè. Có con gì? Có con gái đẹp. Mày nói đẹp hả? Hả? Đi vô ăn sữa chua ha. Rồi chạy vô đi. Vô ăn sữa chua. Vô. Ai? Vô ăn sữa chua đi. Đi học đi chua. Sáng Vi đi học á Vi đâu có được ăn cái này đâu. Rồi cái mình này ngon không vô Vi? Mình sữa chua này ngon không? Ngon. Không. Sữa chua này giống bò. Của con bò à? Rồi sữa chua này của con bò. Đâu Vi mốt Vi ăn mẹ coi thấy giỏi không? Sữa chua này có cái tái gì đó mà giống như tái xài hay gì? Nghe cái mùi xài. Mốt có giỏi không? Cái mận Hà Nội. Mốt có giỏi không? Ngoài khen nè. Nút bự lên, nút bự lên. Hổm nay dì Sáu tứ Lan giùm em á hai. Trời ơi, nó ra đọt. Còn bữa hổm hả, nó chích ngắt hết trơn. Dừng nước, hổm thiếu nước. Bữa hổm thiếu nước, chích ngắt hết trơn. Rồi, bút miếng bự vô. Dung, Dung, đưa vô miệng húp như cái húp tô cháo rồi. Ừ, giỏi quá. Giỏi. Ôi ôi Dung, để gần Dung, để gần Dung. Phải gần đi Dung. Gì ba? Phải gần gì ba? Gần hết hủy chua rồi, giỏi hết sức không? Trời ơi giỏi. Cho lên cao lên luôn, hấp hết luôn. Vô. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, ngon quá ta. Ngon không con? Ngon không?
Giỏi quá. Đi học gì khát nước dữ lắm nè. Khát nước quá. Học sinh là khát nước quá. Vivi, học sinh là người hủ tiếu ăn hai ba tô luôn ha. Bây giờ đây mẹ đút ăn nữa nè, còn nè con. Hả? Con đi, con ăn này vừa đi. Đói mà vừa khát nước nữa. Vừa đói bụng vừa khát nước hả? Lại đây nè, ngồi ăn này đi, mẹ đi gấp nước cho Út. Ngồi đây ăn đi, mẹ đi gấp nước nha. Kìa bà ngoại gấp nước cho con kìa. Ê ơi. Con ngồi đây đi, ngồi bà ngoại đem lại liền cho con. Con chạy rồi con không ai ăn nữa. Bà ngoại bưng nước lại cho con kìa. Kìa. Đó. Bà ban à. Giờ con uống nước hay con ăn hủ tiếu chưa? Kìa bà ngoại bưng nước kìa. Bà ngoại cho nước con nói sao? Cảm ơn ngoại. Giỏi quá. Ngày nào đi học về cũng khát nước, uống một lần cả xị nước luôn á. Kỳ vậy ta, sao đi học khát nước dữ vậy? Mất nước, thôi họ nhìn dịch chắc nó chơi dịch xuống coi chạy đồng, mất nước rồi. Không biết chưa lớp đâu có cho uống nước luôn nữa. Đó, nãy uống rồi mà giờ còn uống thêm chập nữa. Nhưng mà ở nhà mình cũng đâu, nó... Ở nhà nó không chịu uống nước, mà sao đi học khát nước nước. Sắp chưa, ăn hết vô đi. Đưa nước mày cắt. Đấy, uống được nhiều, uống nước nhiều tốt. Rồi, tới quất cái này. Quất hết cái này. Ôi ngoại. Rồi ngoại. Coi nè gì ba. Con hết con phi giỏi nè. Giỏi tự múc luôn. Khánh vì giỏi nè. Tự múc luôn. Hả? Coi này tự múc con gì ba coi kìa. Bự nè. Bự luôn. Bự nè bự. Ôi ơi giỏi. Trời ơi. Con nè con nè. Bự nè. Ôi ơi. Giỏi luôn. Bự nè. Ôi ơi, ăn hết thử xíu chưa cho coi này vậy ba. Ôi ơi. Rồi hấp luôn, hấp luôn, hấp cho hết hấp luôn. Giờ lên hấp luôn. Ôi ơi, hấp cái gọt luôn ta ơi. Hấp cái gọt luôn coi nè. Bự nè, bự nè. Bự nè. Bự vô. Bự á. Đi học kiểu này về mau lớn, ở nhà không mới chịu ăn. Đi học về mới chịu ăn vậy nè. Giỏi. Vét cái mỏ luôn. Ôi giời ơi, vét cái mỏ luôn. Rồi. Ông bà cắt nước quá. Cắt nước quá. Thì ăn nhũ nhạn nhũ rồi đi rồi. Rồi uống gần hết cái nước rồi. Rồi tới gì nữa? Giờ tới gì nữa? Tiếp tiếp nữa bò. Ờ. Sữa chua. Sữa chua làm từ sữa bò. Nó nói vậy. Sữa của con bò đó. Dắt ra vô hộp bán không Vi? Cho bò cá bán không Vi á. Ừ, rồi xong rồi bán cho Vi. Bán cho Vi sao biết? Đó đó, đó đó, ai biết? Sao nó biết bán cho Vi? Sao Vi biết bán cho Vi vậy? Con bò mẹ có thương lắm. Con bò mẹ thấy thương lắm. Con bò mẹ nó thương Vi á. Bò mẹ nó thương Vi lắm. Bò mẹ này à. Bò mẹ này nè. Ý là nó mẹ là con bò mẹ. Rồi. Ăn hết này đi rồi dắt lên. Hết này dắt lên. Rồi dắt lên. Đó. Đó. Rồi xong rồi. Rồi. Múc nữa đi con. Mình chưa có ngủ đến không con cũng ngủ không? Đó. Rồi chào các bạn cái nè. Clip của khách tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ. Tạm biệt các con, tạm biệt, tạm biệt. Ai vậy Vy? Su Su. Con kêu Su Su đi. Mẹ con của Su Su đi đâu á? Mẹ con Su Su đi đâu đó? Đi ăn đồ nướng hả? Ờ ơi ngon dữ ta. Ngon quá ta. Bye bye Su Su đi con. Su Su bye bye con á. Đâu bye bye Su Su đâu. Bye bye Su Su lại coi. Trời ơi xuống xa Su Su dữ ha. Ngoài đi. Đi vô đi vô không ai ngoài hết con. Đi vô đi vô.